Hôm nay anh làm gì em thật ra anh mấy lần mà không nghe máy đi. Anh nay anh đi trên đường lúc đấy nó bị bục nốt ô tô nên ra là nó cũng hơi gác lại mọi thứ. À đấy em nhận chim vào lúc 1 giờ đấy anh nhá. À. Vâng, chim khỏe. Vâng, chim khỏe đẹp và ăn tốt. Nhìn em cảm thấy bước đầu là nhìn thấy cũng ưng mắt đúng không? Vâng. Chim mái là con đuôi dài đấy anh. Thì em tự em chấm điểm đi, nhìn đấy anh, nhìn thì anh để cho em cái trắc nghiệm kiến thức, em luận ra con số 69 với 96 là giỏi rồi còn gì nữa. Vâng. Cứ lui đi một thời gian nữa, xong thì có gì chụp ảnh thỉnh thoảng ấy anh chỉ cho nhá. Màu cườm màu tiếc rồi, đẹp rồi. Nó loại mùa đông này thì nó anh gửi cái loại nó bánh tẻ như thế cho nó yên tâm cho em. Vâng. Về nó ăn lúa thì cho ăn lúa thứ nhỉ. Ôi nó ăn khỏe lắm, cả lúa em cho cả lúa cả cám mà. Chim của anh nó nhanh nhẹn bóng khỏe mà. Vâng, thế ấy, thế thôi, thế có chương trình gì nữa không anh? Chương trình thì còn cái số 78 này thì cái số cơ bản nó này, cháu nó lại bốc vào cái số thất bát nên là chả ông nào có cái số điện thoại đấy. Anh đang bảo bảo là tối nay được thì anh lại ra cái chương trình game để xem cho mấy anh em có cơ hội thêm. À thế buổi tối nay làm tí nữa cho nó vui nhỉ. Tối nay thì anh cũng thành thử là cũng muốn để cho anh em vui, mấy này nó đúng theo lời hứa của anh là đúng. Vâng. Thì ok thôi, từ tối nay có gì thì cứ để ý. Vâng. Thế có là vẫn giờ nhưng qua anh. Cứ giờ nhưng qua cái 8:30 là anh làm việc buổi tối. Vâng. Thế là được rồi. Đúng anh thấy buổi nhớ nhưng mà anh bị xe cộ nó ô tô nó bục lốp. Vâng. Đấy, nói chuyện với em chim của anh gáy ác luôn, ngủ ác luôn. Thế là bảo thế được chưa thì bảo anh một câu cho nó an tâm. Được rồi, ok, thế là được rồi. Vâng, anh cũng vâng. Rồi, thế em nhá. Vâng, chào anh nhá.